Kính chào quý vị và các bạn. Thế giới 24 giờ qua có rất nhiều thông tin đáng chú ý. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Vụ tấn công tại Moscow ước tính thiệt hại hàng chục tỷ rúp, gần 110 triệu USD. Theo hãng tin TASS, hãng điện tín của Nga, các hãng bảo hiểm cho rằng thiệt hại từ vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Krokus City Hall ở ngoại ô Moscow, Liên bang Nga có thể vượt quá 10 tỷ rúp, tương đương gần 110 triệu USD. Theo hãng tin RIA Novosti, Ingolstadt là doanh nghiệp bảo hiểm cho nhà hát Krokus City phía bắc thủ đô Moscow, Nga, bị cháy trong vụ tấn công khủng bố ngày 22 tháng 3 vừa qua. Hãng bảo hiểm này tuyên bố sẽ thực hiện mọi nghĩa vụ của mình theo hợp đồng bảo hiểm. Đại diện công ty cho biết công ty sẽ có phương thức giải quyết tổn thất đối với những khách hàng bị tổn hại về sức khỏe hoặc tài sản do thảm kịch này. Khách hàng có thể nhận đền bù từ xa bằng ứng dụng di động Ingo Mobile. Đơn đăng ký của khách hàng cũng được tiếp nhận tại các văn phòng của Ingolstadt. Để cung cấp hỗ trợ tâm lý, Ingolstadt cũng đang mở các cuộc tư vấn với các bác sĩ tâm lý cho khách hàng của mình. Tuy nhiên, Ingolstadt không cho biết số tiền cụ thể được bảo hiểm. Các chuyên gia ước tính thiệt hại ban đầu từ vụ cháy nhà hát có thể lên đến 12 tỷ rúp, khoảng 3.200 tỷ đồng. Chia sẻ với RIA, Hiệp hội Bảo hiểm Nga, ARIA cho biết các nạn nhân có thể nhận được mức tiền đền bù khác nhau và tùy vào mức độ rủi ro. Họ cũng cho biết thêm quá trình điều tra cũng như giải quyết sau đó có thể mất tới 2 năm. Được biết, nhà hát Krokus City Hall thuộc sở hữu của doanh nhân Azad Agalarov mở cửa từ tháng 10 năm 2009. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với RBC năm 2015, doanh nhân này cho biết ông đã đầu tư 70 triệu USD để xây dựng địa điểm tổ chức hòa nhạc với hơn 9.500 chỗ ngồi. Vụ khủng bố xảy ra tại nhà hát Krokus City Hall tối 22 tháng 3 vừa qua đã khiến phòng hòa nhạc Krokus bị thiêu rụi hoàn toàn sau khi các đối tượng khủng bố tấn công và phóng hỏa. Các cấu trúc kim loại thậm chí cũng tan chảy do nhiệt độ quá cao. Nhà chức trách Nga đã bắt giữ 11 đối tượng tình nghi, trong đó 4 đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện vụ tấn công bị buộc tội khủng bố. Theo truyền thông Nga, đã có ít nhất 137 người thiệt mạng trong vụ khủng bố đẫm máu nhất ở Nga trong vòng 20 năm qua. Đa số nạn nhân tử vong do trúng đạn hoặc ngạt khói hoặc bỏng. Lực lượng cứu hộ đã kết thúc chiến dịch tìm kiếm các nạn nhân vào hôm 24 tháng 3. Tuy nhiên, một số gia đình vẫn không biết liệu người thân của họ còn sống hay không. Giới chức trách đang nỗ lực xác định danh tính của các nạn nhân. Trong buổi họp báo ngày 27 tháng 3, bà Zakharova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rất khó tin rằng tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng có khả năng tiến hành vụ tấn công ở Moscow. Đồng thời, bà Zakharova cũng nhắc lại cáo buộc trước đó của Moscow rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất vào Nga trong 20 năm qua. Ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, IS Khorasan, IS-ISK, một nhánh của nhóm phiến quân IS tại Afghanistan, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ khủng bố. Trong khi đó, giới chức Mỹ cho biết họ có thông tin tình báo cho thấy vụ việc này do IS-ISK thực hiện. Liên quan đến vụ việc, phía Ukraine cũng nhiều lần phủ nhận họ có liên quan đến vụ tấn công. Dù vậy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc phương Tây vội vã đổ trách nhiệm cho IS như một cách để đánh lạc hướng nhằm né tránh việc Ukraine thực hiện vụ tấn công và chính phủ phương Tây ủng hộ Kiev. Bà Zakharova nói, để tránh sự nghi ngờ, họ cần phải khẩn trương nghĩ ra điều gì đó. Vì vậy, họ đã đổ lỗi cho IS. Theo đúng nghĩa đen là vài giờ sau vụ tấn công khủng bố, phương tiện truyền thông phương Tây bắt đầu phổ biến những thông tin này. Họ tự để lộ bản thân, ngay lập tức họ bắt đầu làm zoom bang, không kêu gọi điều tra mà bắt đầu đưa Ukraine tránh đòn. Thái độ thiên vị và sự liên quan của họ trong câu chuyện này đã rất rõ ràng. Nếu không như vậy, những tuyên bố đầu tiên lẽ ra phải là những gì cần thiết phải có, đó chính là nói về sự cần thiết phải điều tra, thẩm cứu, trình bày sự kiện, bà Zakharova nói. Tuyên bố của bà Zakharova là động thái mới nhất trong chuỗi cáo buộc Ukraine của giới chức Nga. Bà Zakharova nghi ngờ việc các quan chức Washington có quyền đưa ra bất kỳ kết luận nào về sự vô tội của bất kỳ ai giữa lúc thảm kịch đang nóng bỏng. Nhà ngoại giao Nga lưu ý nếu Washington không có thông tin về những kẻ tổ chức vụ tấn công khủng bố thì Nhà Trắng không có quyền cấp lệnh ân xá cho bất kỳ ai. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vụ tấn công được thực hiện bởi các phần tử Hồi giáo cực đoan. Tuy nhiên, ông Putin nghĩ vụ việc có lợi cho Ukraine và Kiev có thể đóng vai trò trong đó. Ông cho biết chính người từ Ukraine đã chuẩn bị thời cơ cho nhóm tay súng này trốn thoát khỏi Nga ngay sau khi nhóm này hoàn thành vụ xả súng. Tuy nhiên, họ đã bị bắt trước khi kịp đến biên giới Ukraine.
Thế nhưng vào ngày 26 tháng 3, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tiết lộ các tay súng ban đầu tìm cách xâm nhập vào nước này trước khi quay đầu và tiến về phía Ukraine, sau khi các tay súng nhận thấy các lối đi vào Belarus bị phong tỏa. Cũng trong ngày 26 tháng 3, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB cáo buộc Ukraine cùng với phương Tây có liên quan đến vụ tấn công ở Moscow. Giám đốc FSB Alexander Botnikov tuyên bố vụ tấn công khủng bố có lợi cho các cơ quan đặc nhiệm phương Tây và Ukraine, hòng làm chấn động dùng chuyển tình hình ở Nga và gieo rắc sự hoảng loạn trong cộng đồng xã hội. Trước thông tin dẫn tuyên bố của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS nói, IS nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố vào Krakow City Hall. Ông Botnikov cho biết, nếu chỉ riêng những người Hồi giáo sẽ không thể chuẩn bị cuộc tấn công khủng bố như vậy được, mà còn có sự hỗ trợ của các thành phần khác. Tôi có thể nói chắc rằng ở đây hiện hữu nguồn gốc và động cơ chính trị, và nếu riêng người Hồi giáo thì không thể chuẩn bị hành động như vậy. Tất nhiên họ đã được giúp đỡ, ông Botnikov nói với báo giới. Theo hãng tin Reuters, các nhà điều tra Nga ngày 27 tháng 3 nói họ sẽ xem xét yêu cầu của các nghị sĩ Nga về việc điều tra đối với việc tổ chức, tài trợ và tiến hành các hoạt động khủng bố chống lại Nga của Mỹ và các nước phương Tây. Đáp lại cáo buộc từ phía Nga rằng mình có liên quan đến vụ khủng bố, Ngoại trưởng Anh David Cameron đã tuyên bố trên X, mạng xã hội Twitter cũ, rằng những tuyên bố của Nga về phương Tây và Ukraine trong vụ tấn công Krakow City Hall hoàn toàn vô nghĩa. Lãnh đạo tình báo quân sự Ukraine Kirilo Budanov phát biểu tại một hội nghị an ninh ở Kiev rằng ông tin chính quyền Nga biết về âm mưu tấn công trên ít nhất giữa tháng 2. Tuy nhiên, Moscow đã chọn không làm gì vì coi thường quy mô tấn công hoặc muốn lợi dụng thời cơ đổ lỗi cho Ukraine. Hiện Nga chưa phản hồi về cáo buộc trên. Trước đó, vụ nổ súng và hỏa hoạn xảy ra vào tối ngày 22 tháng 3 trước buổi hòa nhạc tại Krakow City Hall ở Krasnogorsk ngoại ô Moscow. Theo Sputnik, hãng thông tấn Nga, số người thiệt mạng trong vụ tấn công đã lên tới 143 nạn nhân so với con số 139 nạn nhân được công bố trước đó của Ủy ban Điều tra Nga. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, cả 4 nghi phạm của vụ tấn công khủng bố đều bị Nga truy tìm được và bắt giữ lúc chúng đang cố gắng tẩu thoát và di chuyển về phía Ukraine, nơi đã chuẩn bị sẵn một lối đi qua biên giới. Bộ Nội vụ Nga cho biết đó là các công dân nước ngoài. Ông Putin lưu ý, tổng cộng đã có 11 người bị bắt giữ và lực lượng an ninh đang tiến hành bóc gỡ toàn bộ cơ sở tòng phạm của bọn khủng bố. Theo FSB, vũ khí mà những kẻ khủng bố này đã sử dụng đã được chuẩn bị trước và để sẵn trong một kho bí mật. Mới đây nhất, tòa án quận Basmani của Moscow hôm 25 tháng 3 đã phê chuẩn lệnh bắt giữ thêm 3 nghi phạm được cho là có liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở nhà hát Krakow City hôm 22 tháng 3, khiến ít nhất 139 người chết, gần 150 người bị thương. Các nghi phạm sẽ bị tạm giam cho đến ít nhất ngày 22 tháng 5. Hải Yến cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh Diễn đàn Doanh nghiệp TV để cập nhật nhiều thông tin nổi bật khác. Xin kính chào và hẹn gặp lại!